Ok, và hello anh em nhé. Chào mừng em quay trở lại với channel của mình nhé. Mình là Thế Gì Đây. Và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với series, đó chính là series hoàn toàn mới, đó chính là top game hay mỗi ngày, tựa game này mang tên là Monster Run nha anh em ơi. Chúng ta sẽ cùng chơi như thế nào? Chúng ta sẽ có thể chọn một trong hai cái con pets ở đây để có thể đặt. Đây, level 1 đây. Mình sẽ chỉ ăn được những con level 1 thôi anh em ạ. Đấu con này chiến thắng. Có rất là nhiều cái để cái thuốc để làm mình tăng kinh nghiệm à. Level 2 rồi. Chúng ta sẽ ăn được mấy con ong ở đây nhé. Có một con số level 5 thì không ăn được. Mấy con này nó khá là giống ở trong cái Nexomon ha. Con này nó lấy trong Nexomon ra rồi. Tôi có thể đảm bảo anh em là nó lấy nước trong Nexomon ra rồi. Vãi nồi, level 7 luôn anh em ạ. Con muỗi lấy trong Nexomon ra này. Ảo chưa? Gốc cây ở level 4 à. Thì tính mình có level 3 thôi. Mình vừa phải né cái này ra mà lại còn phải vừa né mấy cái cục kinh nghiệm hỏi chấm mấy cái gì nhỉ, quảng cáo thứ ra ấy. Mình đã bảo mấy con chết rồi. Evolution cho phải tiến hóa anh em, cho tiến hóa bắt buộc phải xem quảng cáo ha. Điện thoại có lẽ mình sẽ tắt cái tiếng ấy đi. Cái game này thì chúng ta cũng từng chơi rồi đúng không, bị mất một cái khoảng ở trên. Rồi anh em ơi, chúng ta sẽ chiến thôi. Từ từ mình sẽ đợi cái này, mình ấn X ra ngoài này. Monster Box. Rồi, chúng ta sẽ tiến hóa con này luôn, level 5 luôn anh em ạ. Nhìn trông như kiểu lực sĩ ấy, nhưng vẫn có thể bị đấm chết bởi mấy con này. Tôi ăn mấy cái khúc cây thôi ha. Tôi phải di chuyển nó khôn khéo anh em ạ, không phải di chuyển bừa đâu. Chết đi chứ. À, bây giờ còn 6 này. Level 6 ăn được rồi anh em nhá. Lúc nãy mình vào cái kinh nghiệm anh em, A3 vào cái hỏi chấm kìa. Nên nó mới thế à. Level 9 à. Level 9 là một con hoàn toàn khác. Level 7 rồi anh em ơi. Tôi đang khá là mạnh nha. Cho level 8 rồi. Giết được một vài con level 8. Hôm nay mình sẽ tiến hóa lên dạng cuối cùng luôn cho anh em xem. Vãi nồi, nó có mấy con khỏe thế. Level 9 ở đây ạ. Mình không dám tấn công luôn. Không dám đi xuống dưới luôn. Biết ở dưới này có rất là nhiều con xịn nhưng mà mình không dám xuống dưới để ăn luôn. Level 9 rồi đấy. Ui, tiến hóa luôn anh em ạ. No thanh. Nhưng mà cái gì vậy? Nó vẫn là bắt mình chơi anh em, vẫn bắt mình xem quảng cáo ha. Ok, ấn X ra ngoài nhá. Tắt đi này. Vẫn xem, vẫn phải xem ạ. Cái quân què gì vậy? Không thể hiểu sao nó vẫn bắt mình xem ha. Khá là khó chịu. Thề luôn, mắc khó chịu luôn. Không hiểu lý do tại sao luôn. Ta còn Lazada, Shopee, Tiki, Lazada, các kiểu con đà điểu vào đây nữa. Trời ơi, chịu rồi. Trời ơi, cái quần què gì thế nhỉ? Fuck you. Tôi không muốn xem quảng cáo đâu. Ôi, quảng cáo gì mà tận 5 giây này. Holy shit. Mấy cái quảng cáo này không bỏ. Ôi, level 10 mấy kìa. Ôi, sợ vãi level. Oh my god. Để mình xuống dưới mình chết luôn anh em ạ. Fuck. Không dám đi xuống dưới luôn. Làm sao bây giờ, đi đâu bây giờ? Đi đâu về đâu bây giờ? Chỉ dám đi đứng ở đây ăn mấy con này thôi anh em ạ. Không dám đi đâu luôn. Man. Holy shit, lại quảng cáo Lazada. Mình ghét cái quảng cáo Lazada này. Chả tôi tắt mạng đi cho xong nhỉ. Tắt mạng đi cũng được mà. Cái game này là nên tắt mạng anh em. Không tắt mạng nó sẽ bắt mình xem quảng cáo một đống đấy. Dù là quảng cáo. Chết mà. Đấy. Fuck. Cái lồng gì ấy nhỉ?
Bây giờ nó mới có dấu X ạ. Thật, chết rồi. Cái lồng mê. Ôi, fuck you. Sợ dã man anh em ạ. Ôi, thế level tôi lên level 99 rồi đấy. What the fuck. Ui, level 13 thôi ạ. Sao mỗi level ảo hết. Chết rồi. Lại chết rồi, lại quảng cáo, lại ngập mồm rồi. May quá không phải là quảng cáo Tiki Lazada. Thôi xong. Thôi xong rồi. Mẹ ơi. Tôi làm sao tôi tiến hóa được lên dạng cuối đây? Tôi tiến hóa dạng cuối kiểu gì đây? Anh em ơi. Grow Master nhìn game rất là hay à. Nhưng mà vấn đề là mình bây giờ mình tiến hóa kiểu gì? Ok. Fuck you. Cái quảng cáo mình gặp mình ghét thật đấy. Mình phải tiến hóa lên level 15 anh em ạ. Mình level 10 mấy rồi ấy. Điên thật. Dragon Evolution. Nhìn game mình ghét thật. Best rồi. Cho win má rồi. Và chiến thắng rồi anh em ạ. Oh wow, tôi chiến thắng rồi nè. Thôi à, thì chắc là tôi sẽ dừng tập hôm nay thôi. Hoặc là đánh tiếp để gọi là tiến hóa thêm cái dạng 2. Mình ở dạng 2 sẵn rồi anh em nhá. Nên tôi sẽ tranh thủ ăn hết tất cả. Úi sồi dạng 4 ạ. Ăn vào gãy răng bây giờ đấy. Ăn vào là gãy răng bây giờ đấy. Ok, 3. Di chuyển rất hay luôn. 4 rồi anh em ơi. Đó. Hoặc là có thể tiến hóa được, có thể evolution để thành một cái dạng mới, nhưng mà mình nghĩ mình không cần. Không tiến hóa mà anh em có chịu được. Anh em có được sống yên ổn không? Không tiến hóa đối anh em sống được đấy. Không sống nổi luôn. Ansimu Kingdom Simulator 3D. Đố anh em có thể sống yên ổn được. Quá nhiều quảng cáo anh em ạ. Quá nhiều quảng cáo luôn. Grass to Monster. Zookemon. Rồi level 5 rồi anh em ơi. Ui, ăn được hết tất cả cái đống này luôn đấy. Nhưng mà mình ghét nhất là cái quảng cáo thôi. Tại sao tôi phải tắt mạng đi. Nhưng mà tắt mạng đi thì lại không hay. Thì chính xác là không hay rồi. Tắt mạng đi là anh em không tiến hóa đâu. Tôi đảm bảo anh em. Nhưng mà mấy con này vẫn cũ mà. Chơi vẫn chơi lại cái dạng đúng không ạ thôi. Rồi thì chúng ta sẽ kêu nhé.